hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. À, nhìn vào cái hình ảnh ở trong đầu cái video này thì chắc là mọi người cũng đoán được là là mình chuẩn bị làm nội dung về cái gì đúng không? À, gần đây thì có có quá nhiều người hỏi mình về cái vấn đề là uh, in tem nó bị lệch này hoặc là cài đặt máy in như thế nào để cho nó uh, để mà in được tem. Thế thì uh, mình uh, làm cái video này mình hy vọng là nó sẽ giúp mọi người có thể tự cài đặt được driver máy in cộng với cài đặt khổ in để sử dụng vào cái công việc in tem cho máy CNC. Thế thì cái cái máy in tem mình đang sử dụng ở trong cái video này ấy, nó là cái máy in tem X printer. Ngoài ra thì còn có cái máy G printer nữa. Thì hiện tại trên thị trường bây giờ phổ thông nhất thì vẫn là mình thường thấy là mọi người dùng cái máy Uh, xprinter khá là nhiều, cụ thể con này là con uh, xprinter 350B uh, mình có uh, nói chung là mình có hỗ trợ cho khoảng 10 người thì đến 9 người sử dụng con máy này vậy thì hôm nay mình sẽ uh, làm một cái video hướng dẫn mọi người cái cách uh, cài đặt nó thì đầu tiên để mà sử dụng được cái máy in đó, thì đó, tất nhiên là mọi người phải có cái máy in thôi Con máy in này đâu đấy nó khoảng 1 củ rưỡi thế thì uh, khi mà có máy in rồi ấy thì mọi người sẽ phải thực hiện là cài đặt driver máy in. Thế thì driver ở đây có nghĩa là nó là cái công cụ giao tiếp giữa cái thằng máy tính với cả thằng máy in. đó. Thế thì đầu tiên là mình phải cài đặt driver cho nó. Để driver cho cái máy này thì lấy ở đâu? Đầu tiên là mọi người mở cái phần trình duyệt Google lên. Mọi người vào cái website của mình. Mọi người gõ vào đây cho mình edu này. chấm này. Đó eranhome vn này mọi người ngại gõ cái này thì mọi người có thể click vào cái phần mô tả mình cũng để cái link website này thì đây chính là cái link mà mình uh, gọi là để uh, thông tin quá học các thứ linh tinh ở trên này thì uh, phần cuối cùng này của mình mình sẽ có những phần tài liệu để cho mọi người tham khảo ngoài ra là có những cái phần là uh, có cái phần là uh, phần mềm uh, danh sách các phần mềm thì ở đây mình có kết chap về linh tinh này. mọi người uh, thiếu cái gì mọi người có thể vào đây tải tải trên web này của mình thì nó lên trực tiếp luôn mọi người không phải mất công là mật khẩu giải nén hay là uh, click quảng cáo cái mẹ gì ấy nói chung là tải mấy cái phần mềm ở trên mạng bây giờ phức tạp lắm Để nào là uh, mật khẩu giải nén nào là click vào quảng cáo nào là chờ đợi nhiều khi mình tải một cái phần mềm mà mình muốn là uh, ngất mẹ luôn thế thì ở đây mình sẽ bấm vào cái phần driver máy in này <laughs> Đó, nó sẽ nhảy thẳng là cái link google thì mọi người chỉ cần vào cái nút download này đó, download mọi người tải xuống chờ nó một tí nhá cái này nó cũng nhẹ thôi khoảng tầm năm chục mê ở cái này thì mình có tải sẵn ở trên sau khi mọi người tải xong á thì mọi người bấm vào cái nút download đây này vừa nãy mình có tải nó xuống rồi thì mình bấm vào đây đây có cái phần là printer này mọi người bấm vào cái phần màu nâu này sẽ hiển thị ở trong tư mục hoặc là mọi người thì bấm trực tiếp vào cái phần màu xanh này cũng được đây thì mình để nó ở đây thế sau khi tải về nhé thì nó có một cái logo hình cái bánh xe như này hình cái bánh răng như này thì mọi người ấn hai lần vào nó hoặc mà ấn chuột phải mình chọn open hoặc là mình chọn run add administrator đều được mình chọn open nhé à, ở đây thì mọi người tích cho mình vào cái dấu trên cung này nghĩa là tôi đồng ý với các điều khoản mà làm là đây next này ấn next tiếp với cái phần này mọi người ấn next tiếp tôi không 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 phải ở đây nhé mọi người tích cho mình vào cái này thì nó không à, cái này tích cũng được mà không tích cũng được Nên là mọi người bỏ cái tích đây đi thì khi cài đặt nó không bật một website lên đó, ở là finish. đó finish ở đây mọi người chọn cái trên tức là cài đặt mới một cái driver đây là re, đây là xóa bỏ một driver đang có Nên mọi người chọn vào cài đặt mới là cái này nhé xong mọi người next này thì lúc này á lúc này nó sẽ hiển thị một cái nó sẽ có bốn option để mọi người chọn. thì cái option đầu tiên ấy, khi mọi người thực hiện cắm cái usb vào cắm cái máy in vào cái cổng usb của máy tính ấy, thì có thể là máy cái 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 cái, cái trình cài đặt driver này nó sẽ tự động nó nhận diện được cái con máy in à, nhưng mà trong một số trường hợp là cái cái cổng usb của mọi người nó đang bị chiếm nghĩa là cái mọi người hình dung là mọi người có thể cắm một cái thiết bị khác như chuột này hay là kiểu ở bàn phím này hay là một cái usb khác ấy, thì có một số trường hợp thì nó cũng cứ nó cứ xoay xoay như này mãi mà nó không tìm thấy cái nó không tìm thấy nó không phát hiện được cái máy in mình đang cắm vào nó trên đấy thì mọi người sẽ chọn cho cái phần order này à, chọn phần order này phần order này mọi người sẽ được tùy chọn những cái mẫu tùy chọn cái mẫu máy in mọi người đang có thì ở đây trong cái trường hợp này của mình nó cũng xoay xoay mãi nó không thấy đây nhưng mà thực tế là mình đang cắm ở trên cái... à, mình đang làm video ở trên cái con laptop với con laptop này thì cũng đang không cắm cái máy in đâu cả và thực tế thì mình cũng chẳng có cái máy in đâu cả Đó, đây mình sẽ chọn xuống phần order này Đó, chọn order này thì mọi người sẽ ấn next nhé thì nó bảo ở đây là gì <laughs> connect do printer to the pc nghĩa là nó bảo là cắm cái dây usb của cái máy in vào cái máy tính của bạn này đấy, sau đấy là bật cái máy t... bật cái máy in lên và ấn vào next và sau đó ấn vào next một hai ba thì ở đây nhá mọi người sẽ cuộn chuột cho đến khi nào mọi người thấy con máy in của mọi người dùng còn 350 b đây bấm vào 50 b như này đó mình ấn next này à. <laughs> ở đây nó đang next tiếp ở đây mọi người có thể đặt là đến máy in tem hay gì đó mình kệ nó mình đặt để nguyên tên như này được mọi người gõ vào đây cái gì cũng được thì cái dấu tích này ở đây nghĩa là nó bảo là à, sử dụng cái máy in này là cái máy in mặc định có nghĩa là mọi người cứ ấn một cái lệnh in là bất kỳ nó sẽ nhận tự động nó ưu tiên cái con này đầu tiên trong trường hợp mọi người có khoảng tầm ba hai cái máy in trở lên đó thì nếu mà mọi người ấn vào đây thì con máy in này là con máy in mặc định mọi in cái gì nếu mà không chọn đấy thì mặc định nó sẽ là sử dụng cái con máy in này thì để mọi người tích cũng được mà không tích cũng được đối với anh em xưởng thì thường thường sẽ hai máy in một cái máy in A4 một cái máy in uh, uh, tem và thậm chí có một vài xưởng có cả máy in A3 nữa thì cái này mình giải thích để cho mọi người hiểu thôi à, ok mọi người ấn vào next nhé Infinite. Mọi người chờ nó một tí <laughs> Rồi à, Nó báo cái uh, Mọi người nhìn thấy cái chữ Complete Successfully này nó báo là cài đặt driver thành công Và cái tên cái máy in đấy là Xprinter XP350B và Mọi người ấn vào Close đóng lại Thế là vừa rồi mọi người đã cài đặt uh, uh, Được driver máy in và cái bước số 2 đó mọi người Phải uh, cài đặt cái khổ Intel Có nghĩa là khi mọi người vừa cài đặt driver xong á thì thằng máy in nó sẽ không biết là à mày chuẩn bị phải in cái khổ tem bao nhiêu. Thế khi mà mọi người in tem như thường thường mọi người đang sử dụng là khổ tem 4x6 hoặc là khổ tem 3x5. Vậy thì mình sẽ phải cài đặt cái khổ in cho nó mặc định là 4x6 hoặc là 3x5 để mà cho cái 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 khổ in của mình ra chính xác ấy. Tính mọi người in mà mọi người bị uh, bị uh, kiểu uh, cái cái tem nó không nằm đúng cái cái vị trí của nó ấy. cách một đoạn này có một cái chữ ấy. thì đầu tiên là mọi người sẽ vào cái phần tìm kiếm của Windows này nhé này mọi người vào cái ô này mọi người gọi cho mình chữ là printer đó thì mọi người sẽ thấy được cái, kết quả là printer and scanner này bấm vào nó nhé thì đây nó sẽ hiển thị những cái máy in mà đang có ở trên máy tính này của mình thì cái máy in mà mình vừa cài thì nó tên là X Printer 350B đây thế còn bốn cái này là bốn cái mặc định trong Windows đã có sẵn thì mình không quan tâm đến nó nhé mình chỉ quan tâm đến cái mình nhé. À, đang làm đấy thôi là cái x printer 350b này thì mọi người ấn lên trên mình chữ manager manager ở đây nó sẽ hiển thị lên mấy cái dòng như thế này thì cái việc đầu tiên là mọi người sẽ ấn thử vào cái printed page có nghĩa là uh, khi mọi người ấn vào đây thì nó sẽ in nó sẽ in ra một cái uh, một cái đoạn tiếng Anh kiểu như thông tin của cái máy đấy À, máy in tên là gì này, cổng và IP bao nhiêu các thứ các thứ ấy. Thì nếu như mọi người ấn vào đây nhé. Khi mọi người ấn vào cái nút này. À, ở đây do là mình đang không cắm cái máy in. Còn nếu mà mọi người đã cắm cái máy in vào máy tính của mọi người, ấy, mọi người ấn vào cái nút này thì ở trên cái máy in nó sẽ in ra một đoạn này, chữ. Nếu mà nó xuất hiện là in ra một cái chữ gì đó tiếng Anh chẳng hạn thì có nghĩa là à, cái máy in này nó đang hoạt động ok. Thì sau đấy mọi người sẽ chuyển qua cái à, dòng thứ tư này để mọi người cài đặt cái khổ in tem cho nó. Để trong trường hợp mà bấm vào đây mà nó không in ra cái gì á, đây mình sẽ nói tất cả các trường hợp của cái máy Intel nó mà mình thường xuyên gặp những cái lỗi như vậy. Nếu như trong trường hợp mọi người ấn vào đây nhé, và với cái điều kiện là mọi người đã cắm máy in tem rồi và cắm vào máy tính rồi bật điện các kiểu rồi, nhưng mà ấn đây nó cứ không ra, nó không ra cái mẹ gì cả, mà máy nó cứ nghiêm luôn ấy. sau đấy nó hiện cái chữ error rồi, hiện cái chữ error ở chỗ này á, thế thì trong cái trường hợp đấy là mọi người sẽ phải ấn vào cái dòng thứ ba này là Print Property để mọi người thực hiện đổi cái cổng của nó có nghĩa là cái cổng của nó nó đang bị chiếm bởi một cái usb khác một cái cổng usb khác á thì mọi người sẽ ấn vào đây đó, ấn vào cái cổng này đó, ấn vào cái dòng thứ ba này cho mọi người chuyển sang cái phần port này phần port này là cái phần cổng vậy là thông thường là đấy thông thường cái máy intel nó sẽ nó sẽ có à, nó sẽ cài vào một cái cổng có một cộng hai cộng bốn nào ở trong này đó thế thì trong cái trường hợp đó thì mình mọi người sẽ về kích sang cái cái uh, cái ô vuông mà nó có cái chữ USB ở đầu tiên á ở đây là do là mình đang không cắm cái máy in nên nó không có cái dòng đấy thế là mọi người uh, trong trường hợp mà mọi người uh, gặp cái lỗi và bấm vào cái dòng này này mà nó không in ra cái gì hết đấy thì mọi người nhớ dò trong này cho mình nha nó có một cái dòng tên là USB 1 hay gì đó mình không nhớ rõ 100% phần à, trăm sau này mọi người ấn qua đấy xong rồi ấn vào OK như thế là mọi người đã à, đã, 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 chỉnh sửa được, à, đã đã fix được cái lỗi là là máy in nó không chạy khi cái máy in nó chạy rồi á thì bây giờ mình sẽ chuyển vào cái phần là cài đặt khổ in tem. Có nghĩa là chuyển sang cái khổ 46. Đấy, bấm vào print preference này. ở đây nó có một cái tab đầu tiên là tab PC setup. Thì đây chính là cái cái tab để mọi người cài đặt cái khổ in tem. Thì ở đây nhá, nó có mấy cái tùy chọn như thế này. Thì mọi người chọn cái tùy chọn đầu tiên, có nghĩa là đây là cái tùy chọn mặc định. Thì mọi người ấn vào phần edit này. Ở đây nó đang để mặc định là 3 inch nhân với 4 inch. Mình không có nhu cầu dùng cái khổ này. Tại vì cái tem của mình là tem 6 x 4. Cái tem 6 x 4 có nghĩa là 6 cm x 4 cm á. Thế thì mọi người sẽ phải nó phần edit này. Sau đấy ở cái phần width này là chiều rộng của cái tem thì mọi người nhập cho mình là 60 mm là 60 mm sau đó mọi người kích cái sang cái phần này 40 mm đó. nhớ là phải nhập cái mm mơ mơ nhé khi mọi người ấn ra ngoài thì nó tự động nó sẽ quy đổi ra inch tức là 60 mm thì nó sẽ bằng 2.36 inch thế còn 40 mm nó bằng 1,57 đó xong mọi người ấn vào ok xong mọi người ấn vào apply đó, ấn vào ok lần nữa thế là xong thì bây giờ mọi người có thể quay lại cái phần sketchup này sau đấy mọi người ấn vào cái chữ uh, Intel ấn vào cái nút Intel vào đây <laughs> thì ở đây nó mọi người chờ một tí nhé bài này của mình nó hơi nhiều thế Đấy, sau đó mọi người ấn vào cái nút in tem ở đây. Ở đây đó mọi người sẽ chọn cho mình vào cái máy in tem là X 350 b Thế cái trong cái trường hợp mà mọi người chưa chắc chắn là mọi người đã uh, đã, đã cài đặt đúng hay chưa ấy, thì ở cái phần page này, này mọi người có thể chọn cho mình là từ 1 đến 5 chẳng hạn. Đó thì nó sẽ in thử ra 5 cái tem. Chứ tránh cái trường hợp là uh, mình cài đặt mà mình chưa chắc chắn là đúng là mình in một phát là từ 1 đến mấy trăm cái tem thì tự nhiên mất bố nó nửa cuộn tem rồi chẳng hạn thế thì lại có phải là nó phí mà nó lại mất thời gian chờ đợi à đó thì cái phần pet này, mọi người nhập từ 1 đến 5 thì nó sẽ in ra năm cái tem đầu tiên thôi thế xong rồi mọi người ấn vào chữ print thế là xong nếu mà chưa xong nữa thì mọi người có thể uh, inbox vào zalo minh dành thì mình sẽ hỗ trợ nhưng mà mình hy vọng là cái video này nó sẽ giải quyết vấn đề cho mọi người để mà đỡ phải nhắc máy lên gọi cho thế nào hết tự mình làm nó vẫn có cái gì đấy gọi là chủ động hơn ok thank you mọi người uh, cảm ơn mọi người đã xem video nếu mà thấy video này của mình hay thì uh, mọi người cho mình xin một đăng ký kênh và một like một comment vào video này bye bye